câu 49. Sắp xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh bên. Thì bài này phải nói là khó nha các bạn. Bài này khó, khó ở chỗ là các bạn phải biết cách giải, nên mình đã giải sẵn và mình nói lại để cho các bạn dễ hình dung nha các bạn. Thì số các xếp 10 học sinh và 10 vị trí chính là không gian mẫu, được chưa? Thì n omega bằng 10 giây thừa cách, ok chưa ạ? Không gian mẫu bằng 10 giây thừa cách. Gọi A là biến cố. Biến cố là gì ạ? Là trong 10 học sinh đó không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau. Đứng cạnh nhau. Đây. Không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau. Thì để làm bài này thì các bạn sắp xếp trước cái hàng lớp 12C có 5 học sinh, có 5 học sinh nè. Thì sắp xếp vào vị trí C1, C2, C3, C4, C5. Được chưa? C1, C2, C3, C4 và C5. Thì sắp xếp 5 học sinh thì có 10, lớp 12C thì có 5 giây thừa cách. Ứng với mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 12 sẽ có 6 khoảng trống. Đây, khoảng trống 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa ạ? Có 6 khoảng trống gồm 4 vị trí ở giữa. Đây, từ vị trí số 2 đến vị trí số 5 là vị trí ở giữa, và số 1 và số 6 là vị trí đầu, 2 vị trí đầu. Trường hợp 1 xếp 3 học sinh lớp 12 vào 4 vị trí trống ở giữa là từ số 2 đến số 5 đó các bạn. Số 2, 3, 4, 5 không xếp vào 2 đầu thì có A, 4, 3. Đó. Ứng với mỗi các xếp đó, chọn lấy một trong 2 của lớp. Lớp bao nhiêu ạ? Lớp 12A. 12A xếp vào vị trí trống thứ tư. Được chưa? Bởi vì có 4 vị trí, từ vị trí số 2 đến số 5 có 4 vị trí mà mình có 3 bạn. Cái lớp 12B nè, chỉ có 3 bạn thôi, nên mình chỉ có cần 3 chỗ thôi, còn dư một chỗ. Vậy một chỗ đó ứng với một bạn trong cái lớp 12A. Để hai học sinh lớp 12C không ngồi cạnh nhau có 2 cách. Học sinh lớp 12A còn lại có 8 vị trí để xếp, có 8 cách. Theo quy tắc nhân, ta có 5 giây thừa nhân A 43 nhân 2 nhân 8. Được chưa? Các bạn phải hiểu nha các bạn. Tương tự trường hợp 2. Trường hợp 2 xếp 2 trong 3 học sinh lớp 12B vào 4 vị trí. Trong 3 vị trí. Tiếp tục như vậy, các bạn xem, các bạn bấm đứng lại, các bạn dừng màn hình lại và các bạn phóng to ra, các bạn xem các bạn